Vâng, lời đầu tiên thì Hoàng Audio xin phép được gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Audio Nam Định ạ. Và ngày hôm nay thì em Hoàng gửi tới các bác một cái video review con trầm monitor của anh. Thì các bác có thể thấy là trước mắt các bác đây là một con trầm bát đánh mặt. Và con này sở hữu bát 25 anh em nhé. Thùng của nó rất là nhỏ gọn thôi. Nhưng về cái chất âm của nó rất là sâu, rất là hay, rất là tròn và căng luôn. Nếu như những anh em nào mà biết về những cái dòng trầm monitor thì anh em đều hiểu nó là những cái dòng trầm kiểm âm rồi. Cho nên chất âm của nó rất là hay, rất là tròn trĩnh và nghe rất là chuẩn. Đấy. Thì trước mắt các bác đây là con trầm bát 25, em đang đánh nó cùng với đôi BMB 450C. Con trầm chỉ bát 25 thôi anh em nhá. Con trầm bát 25 ê căng bằng lưới vải. Đây em quay cận cảnh lại để cho các bác nhìn nhá. Còn rất là đẹp luôn. Đấy, thùng của nó là thùng vân gỗ. Dòng này thì anh em chơi thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn với những cái dòng trầm nhập khẩu mới nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái chất âm và cái độ sâu của tiếng bát của nó đánh thì rất là ok luôn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy được cái mặt bát của nó đánh rất là hay. Đây để em làm quay cận cảnh cho các bác. Gân của nó là gân mút, đánh tiếng rất sâu, rất là mềm luôn. Tiếng rất sâu, bây giờ em giảm cái tiếng trầm đi, anh em nghe sẽ khác luôn này. Đấy, anh em nghe gần như là không có tiếng trầm luôn nhá. Đấy, bây giờ em lại tăng lên để cho các bác cảm nhận thấy là cái tiếng trầm nó như thế nào này. Dòng này thì đặc biệt là tiếng nó rất sâu, rất là tròn trĩnh và rất là chuẩn luôn. Vì nó là dòng trầm kiểm âm cho nên tiếng bát của nó anh em không thể chê được nhá. Chỉ bát 25 thôi nhưng nó đánh rất là ok luôn. Phòng nhà em khoảng tầm 45m². Đấy, em đang đánh một con trầm này luôn. Tiếng bát dòng này thì rất là sâu. Trầm xịn thì khi mà anh em ngồi nghe nó sẽ không có cảm giác khó chịu mặc dù nó đánh rất là lớn. Đấy là cái đặc điểm của dòng trầm bãi xịn. Đấy, và dòng trầm này trên thị trường thì theo em Hoàng thì nó cũng khá là hiếm nhá. Cho nên là anh em nào mà muốn sở hữu nó thì thật sự là nhanh tay nhá. Anh em nhớ xem video thì like cho Hoàng một like nhá, ủng hộ cho Hoàng nhá. Anh em nhớ like ủng hộ cho Hoàng nhá. Đấy, nó đánh rung hết tất cả những cái vang phía sau này. Đấy, những cái vang phía sau kêu pèo pèo luôn. Đấy, bây giờ em quay về phía sau để cho các bác nhìn này. Một con trầm còn rất là đẹp luôn. Đấy, nó sở hữu hai lỗ thông hơi phía sau này. Đấy, sở hữu hai lỗ thông hơi phía sau. Dòng trầm là dòng trầm monitor nhá. Đấy. Và con này nó made in England anh em nhá, được sản xuất tại Anh luôn này. Đây là số series của nó đây. Đấy, và anh em có thể nhìn thấy là dòng này nó làm rất là chi tiết. Đảo pha của nó là đảo pha 180 độ luôn để cho anh em đồng pha với cả loa. Đấy. Và anh em chỉ cần xoay cái này khi nào đồng pha thì tiếng bát nó đánh rất là lực, rất là uy lực. Những cái dòng trầm bình thường thì nó chỉ có gạt tắt gạt về 0 hoặc là 180 độ thôi. Nhưng riêng con này nó làm rất là chi tiết. Gạt từ 0, xoay từ 0 đến 180 độ luôn. Đấy, và đây là nút cắt giải tần thấp. Đấy, để tránh gây ù rền. Còn đây là gain, tức là độ lớn. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là một con trầm còn rất là đẹp luôn. Một con trầm monitor rất là đẹp, trầm kiểm âm rất là đẹp luôn cho anh em. Đấy, một lần nữa thì em Hoàng sẽ quay để cho các bác nhìn cái màng bát của nó đánh. Quá hay luôn, nó đánh rất là lớn luôn đấy ạ. Đánh rất là lớn luôn nhưng mà nghe không hề khó chịu một tí nào. Tiếng trầm rất là sâu, xuống rất sâu luôn. Và con trầm này thì hiện tại tại Hoàng Audio đang bán với giá là 5,5 triệu nha anh em nha. 5,5 triệu cho anh em vào nhanh tay. Hàng này rất là hiếm, rất là độc luôn. Đánh rất là hay. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em Hoàng thật là sớm nhá. Qua số điện thoại 0931 655 906. Anh em yêu mến thì nhớ like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho em Hoàng ạ. Xin chào và cảm ơn anh em rất nhiều nhá.